xe. Cậu ba cứ đi. Kiến cậu ba mang thấy đường không? Có xuống ba lá không đeo nè. Quá trời. Quá trời luôn. Ở mấy sông rồi cháy. Ồ, cái sông này lớn lắm á. Muốn qua quê Hạnh là phải đi qua phà nha. Ở đó mình cứ vợ qua phà cho phà ở. Ở đó còn hai đi qua. Chả chưa? Hạnh. Lên phà mình mới chả chứ. Ủa? Chú Bình để vô. Hả chú? Vô ông cậu đi. Ông còn nhớ ông Bình. Ông cậu con nha. Nhớ con không? Con là Hạnh nha. Bởi vì tao nói ngày Bình nè. Hay chưa? Thôi, hôm trước ông cậu nói con là chồng con là ông Bình. Trời ơi, về đây con nhớ ông là mình để uống sữa ăn lắm. Dạ, cái cây uống sữa còn không ông cậu? 26 năm trước rồi. Mất hả? Cái đó bự lắm à. Ờ, lâu lắm rồi. Ờ, nó già chết hay tại mình đốn bỏ? Nó đó rồi gió nó là. À gió lại. À. Ngồi con nhà không cho con bây giờ ra giường liền sợ trời tối con mận cái vô liền. Hạnh nó muốn đi coi trái mận.
Dạ. Yeah. Mấy bữa mấy tháng trước toàn là coi trên hình không à. Bây giờ mới ra coi. Cái bao này nha, mình có xịt thuốc nó cũng đỡ rồi, bị cái bao nó che rồi. Làm sao mà bao cho nổi cái như không, vậy? Không, vậy chứ phải bao. Đúng rồi. Bao ăn mận thoải mái, ăn bụng luôn. Hết chứ bên. Bao bao mận ăn bụng luôn. Hai mận quá trời. Đợi hả? Đi qua cầu. Đợi đi qua cầu. Sao sao đi trước mới được. Té là té lại lên. Có sao khỏe không? Sao cũng vậy cơ mà. Vậy hả? Chương trình sắp sạp quay. Quá ha. Khỏe không? Không cái này nếu mà dụng cái này cái phần trăm cũng đâu có nhiều. Ba phần. Phần là cũng ngon rồi. Gì tại trời xanh là ngon lắm. Trời xanh như vậy. Trời xanh như vậy. Trời xanh như vậy. Trời xanh như vậy. Trời đi qua bên kia. Qua đây. Chủ vườn đây biết chỗ. Không vô nhà rửa mới ăn. Không rửa tại đây chiều sơ luôn. Bẻ đi cho thả bẻ đi. Kìa lại bẻ kìa. Được chú. Qua bẻ đi, qua bẻ đi. Bẻ đi. Tự hái đi. Cặp này nữa nè. Tự hái đi không? Cái này việc này. Bẻ đậm đậm. Cái này mình bẻ ăn mà. Cái lửa trái nó bự nó hái. Cái này. Giữa cái bự nó đậm màu á. Nó y nói cái này y chỉ cái này. Muốn bẻ cái nào bự bự cứ bẻ. Cái này nè. Đi. Người ta muốn tự bẻ mà. Ơ dạ. Trời ơi, sao phần nghề dữ. Thoải mái. Thoải mái. Qua bên tiếp bên kia bẻ mới ngon. Bên tiếp kia chế bự hơn nữa. Vậy mình qua bên kia đi. Đi qua vòng vòng, bẻ tiễn tiễn đi. Đó là tiếp bên chỗ đây trái bự bự không à. Dạ. Bên hồi nó dính chín chị để được. Sợ bố không nào. Không biết bẻ được cái trái, hai trái không kịp bẻ trái kia luôn. Không biết bẻ đừng bẻ thôi, bẻ một trái hai trái chơi được rồi. Trái đi bẻ ăn mà. Đẹp quá trời ấy. À, nước. Nước. Wow. Cái này nó gần gần à. Rồi đi đi nhà đó. Rồi. Qua bên kia vậy. Thì qua bên kia. Nào hết chỗ nào không bẻ. Đi. Dữ công dữ lắm á. À còn đâu hết kia lắm. Qua mà uống nó mưa bệnh cũng ngất ruột. Mình sao? Ngất ruột là sợ qua ra không được phải không? Nó rụng á. Mưa xuống như vậy chứ nó rụng hao lắm á. Cậu nó qua bệnh chứ qua cậu. Đứt này đâu có bả sợ được cậu đâu đi. Hôm qua là hết đứt mày luôn đó. Đó có qua đâu chỗ qua. Hết trời trái ha. Thật sự mình cái mặn đâu có trái nhiều vậy phải không? Không có đâu. Không có. Đâu trái này có ít. Tại cái giống này nó sai trái sao mà. Mà cái nhà bông nhưng mà cái công dữ lắm, cái công dữ lắm. Thôi Hạnh về 3-4 tháng trước là nó như vậy nè. Rồi xong rồi cái bắt đầu mấy trái non nó ra rồi bây giờ nó vậy nữa. Đặt bông nữa nè. Nó không gớt. Không gớt. Có cái câu năm đó là tháng nữa là không còn mẫu nào luôn, mình bẻ bỏ. Wow. Hết thân luôn. Cái đó là trúng quá. Bắt đầu ra nữa nè. Rồi đi tiếp tục nè. Kia trái nó đẹp hơn. Rồi làm gì cái công nhiều lắm, cái lợi không cũng có lợi. Làm lợi ít, nó mắc chút thì đỡ một chút. Vậy cái mấy tháng 9 tháng 10 nó hai mấy ngàn, 30 ngàn. Nhưng mà cái mặn lẻ bên còn bán mắc lắm á nha. Một ký là chắc cũng phải là mười mấy đồng á. Mình khiển đi được một nghịch. Chứ làm như vậy là lỗ công luôn. Con vậy ha, ngọt ha. Ăn liền tại chỗ luôn hả? Dạ ăn được luôn. Ngọt lắm. Còn... đó máy tá bó nha. Ăn máy mà tốt nước nhiều. Ủa máy tá bó. Rồi mình đi tới, mình đi vô cái trong chỗ. Ờ thì đi. Chỗ cái bự nè. Chỗ nào bên? Thì đi dài nè, qua bên clip bên kia. Đi tiếp tục. Tưới đó, ở nước này tưới lên cây á. Cũng như cái khu bự khu nhỏ đang mình bẻ đợt này tới đợt mới ha. Cho cũ làm đi. Cái công trình thấy con đi Đà Nẵng vui không? Dữ quá. Cái công nhiều quá. Công dữ quá. Cái này công.
nặng cái là lặt tiện rồi bọc quá. Tối ngày là ở trong vườn không đó. Cái đó lụm vũ bọc lại. Màu dơ quá bỏ. Nó ra nữa nè, quá trời luôn. Tiếp tục. Mà cái đó nữa bỏ rồi. Cái này bỏ hả chứ? Cái nào không lớn là như mấy trái này là bà nữa bẻ bỏ không có thể nè. Nó eo nè. Không lớn trái mấy cái này nè. Nó bị thẹo vậy là coi như nó bị cái khớp này rồi là nó không có lớn nữa. Nhưng mà tới khoảng nó lớn chút nữa, lớn cái này là thôi. Nhưng mà cái size khẩn ba lớn mình mới bọc nó. Cái này cỡ này nè, cỡ này bọc. Nhưng cái này là tiếng luôn nè. Ồ, mè vậy là quá cực. Mới bị lớn đó là mình phải cái đó bẻ bỏ luôn đó hả? Chưa mấy trái vậy là bọc mới đẹp. Nó con ngắn là nó nhỏ. Nó eo cái nữa nó có cái khớp cái nó có đèo rồi đó. Đèo. Công nhiều quá. Làm nghề nào thì theo nghề đó mà giống như mình làm vậy. Cực theo nghề của mình. Mình nói mình cực cái này người ta cực hơn. Mình trong nó lạnh một tối mình cũng chạy. Chết luôn. Quá trời luôn. Nó đây người ta là mình. Cái này thấy không? Cái này cái nhãn này hả? Nhưng mà cái này nó chưa chín còn tuần nữa ha chứ Bình. Cái đó hiện tuần cái đi qua bên clip đây cái mình đi vô luôn. Qua đây nè. Có, cái đầu nó liền mà. Tầng nó bẻ nhiều lắm rồi. Đâu có, chín rồi đó, tiễn được rồi mà tại tiễn rồi là bẻ. Ở trên này. Quá trời cô ba leo cây cô ba ơi. Ai đăng ký leo cây? Để cho lên nó bẻ. Không có ai bước lên đây nè, bước lên cái nhánh này là đứng bẻ nguyên cái vạt đó cháy bành mà chín bầm rồi thấy không? À, bước lên nhánh này nè. Đứng leo. Không có bước đi, không sao. Cô ba leo lên chạy cô ba ơi. Phải chơi đơ ngon á. Không được, chú ơi. Không được hả? Không được, cầm đi chú leo chú vẽ cho. Mặc áo đầm đâu có lên trên được. Không có dễ ăn đâu, nó không có phải dễ leo. Không đó. Nghề của mình. Ông nhỏ con ông lên dễ. Không phải nghề của mình. Người ta leo hoài ta biết chỗ nào đạp được cái nó. Trời mưa chạy gió chắc nó rụng ha. Rụng chắc gió. Hôm qua rụng chắc rớt cũng bộ mà. Mưa rằng Bình cũng nhốt luôn hả Bình. Mưa sợ nặng quá nó gãy nhánh. Nó rụng nữa chứ gãy nhánh này nói. Thùng đâu? Thùng lại, đem thùng lại cháu rể ơi. Chắc được rồi nhiều quá rồi. Thùng đi đem dưới hàng luôn. Nhiều lắm. Thôi mình đẩy khách nữa. Còn ngày mai nữa mà. Ngày sáng gọt ra đẩy khách nữa. Đừng mắc cỡ, ngại gì không biết nữa. Bình đi trồng trồng nhãn cũng nhiều quá ha. Nhãn nữa. Nhưng mà đất cái này cũng còn. Ở đây còn chú, tại vì chú không có thì giờ thấy chú dẫn đi nè. Sa bô nè, hả chú? Trái vú sữa nè, ok. Măng cục nè, xoài nè, ổi nè. Đủ thứ hết á, cốc gì có hết. Trái thôi. Tại cái cây nó không lớn, cây nó nhỏ. Đi. Cái này nó gãy rồi. Thôi đi tiếp rồi. Thành ra cái cây túi này nó gãy. Mưa vô. Mưa rồi chú Bình ơi. Được. Trời ơi, bông cái nhãn. Trời nó bông lớn. Cái này nhãn. Cái nhãn này lão à. Dữ lắm. Rồi thôi, coi nó ra bông. Dễ sợ. Là nó ra all the time. Cái này là trái hết luôn á. Ừ, nó ra bông cành trái đó. Trái đó. Cái này là trái hết luôn á. Nó mọc trong thân nó mọc ra luôn rồi. Ok. Quá trời. Quá xá. Dưới trong thân ra nè. Mỹ dưới đất luôn ha. Đúng quá rồi. Ừ. Rồi đi vô, đã lên trời mưa. Vô mưa. Chảy. Ồ, đợt rồi. Trời mưa sẽ tắt đó. Đúng rồi, đúng rồi. Được rồi, nhiều quá rồi. Được rồi chú. Nhiều quá rồi.
người trái chơi rồi. Phải thấy ham. Ở đây thì người ta có rồi. Người ta không ham. Cho ăn trái một rồi chạy vô. Cái này mỗi bông vậy là một trái á. Ờ nhiều quá cũng bỏ bớt. Hai trái một trái à. Ở dưới gốc nó cũng có. Tiếng gì nổi nữa hả? Nhiều quá rồi. Đâu có cái công mình cái này cái cây nó cũng hơi chi. Ok cho phân vô đó. Dạ, phải phân vô nó mới nuôi nổi cái trái vậy. Để nữa thì mình thì có giá hơn. Để lít 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 lít. Cái này vừa mà xích mận này không hồi vô nào lấy than mỗi viên sóc. Không. Xe tay hai thùng rồi đi từ đầu bếp ra tới ngoài này trong này là hai đứa. Vớt giác thêm hai trái nữa. Có còn nè chín nè. Cái này. Hả? Đất bên đây của mình. Nhỏ nó bự nữa. Nó bẻ bớt rồi bộ không. Còn cái phần mình trong này ba trái. Ồ. Cái này nó bẻ thưa rồi. Bọn sai. Con vô mà con đi ra vườn trước để sợ hồi trời trời tối. Bình. Dạ, ba dạ, con Bình á. Bình. Dạ, con ngoại khỏe không? Không khỏe hết con. Dạ. Dạ. Mới vô cô. Mới ra vườn. Đây là rồi. Chị em bằng dâu của con. Cái này chị vợ của anh thứ nhì, đây là của anh thứ ba rồi con là Út. Sáu chị em bằng dâu mà con là Út. Dâu. Con là Út nhất. Dạ coi giường ham quá. Mê quá. Dạ mà quá trời luôn. Đâu có bọc này ta đựng 10 kg mà. Bọc này có khoảng 10 kg á. Để đóng kg vậy nè. Ủa cái này bán ở bển không có mà để mà ăn đâu. Tại vì nó đến là mình đã bị giặt rồi ha. Sao vậy? Hiếm quá cho nên ra là người ta mua. Mắc lắm à. Cái này được đồng nghĩa là 40 mấy tiền ra miền Nam hả? Hai mấy đồng hả? Đâu có hai mấy đồng tới 400 mấy gì vậy? Đưa qua tới chỗ không? Thì đưa tới an toàn đi cô ba. Xuống ha. Để giờ mấy ông chỉnh chạy rồi biết sao. Hồi xưa là tàu của ba Hạnh là chạy vô tới đây luôn, là tới bến luôn. Hồi xưa ở đây là nó có con sông, bây giờ người ta chặn lại. Đây là nhà hồi xưa Hạnh lớn lên với mấy chú ở đây, căn nhà của Hạnh. Yên nguyên có cái hồi xưa cây cầu này nó nhỏ có phân nửa thôi à, rồi sau này bắt tư làm bự để lái Honda qua.
rồi cái hàng băm bột, bông bột của hành nè, nằm đó luôn. Rồi cái bàn bằng ông Thiên đồ. Nó hồi trước là hồi xưa hành hay chơi ở đây nè. Không, y chang luôn, kiểu y chang. Không, cái này hồi xưa ba hành lót bằng gạch, gạch màu gạch tàu. Gạch tàu. Y chang luôn. Mà sửa cái sao là bằng lá. Bác Tư, khỏe Bác Tư. Con mới đi lên vườn mận trước. Dì Tư. Dì Tư. À, đây là chị em bạn dâu với con. Dì Tư. Khỏe Dì Tư. À, thứ ba. Alo. Dạ, chú ba Canada nè. Chưa giới thiệu cho biết. Đây là vợ của anh, ông anh chồng thứ ba. Cái này là ông anh chồng ảnh là người trai lớn thứ nhì, lớn nhất mất ô thém ba bác. Người lớn nhất mất, người này người thứ nhì, người này người thứ ba. Hai ông bà. Đây là thứ ba là bà này. Rồi ông thứ tư ở gì ở bên Mỹ, ông thứ năm có về mà đi tour chỗ khác. Rồi người Úc ở đây. Thứ ba ở đây. Dạ, yeah, chúng ta. Vui Dì Tư lần đầu tiên mấy người này qua cột. Lần đầu tiên Dì Tư. Con chỉ có giấy Dì Tư một lần thôi. Chắc kêu ra ngoài nhà mình. Dạ. À, thím gì Út. Hello chị. Hello. Hello, không biết kêu bằng gì đây. Con ai vậy? Con nhỏ con. Dâu của Dì Tư. Cháu của thứ ba, nhỏ thì đi đảo. Con nhãn là con nhãn là con trai, con nhãn là cháu của chị Hai Lệ. Còn con bé này đúng rồi nhớ rồi. Ok, thôi đi ra mà. Hello bác bảy. Hello. Biết chào rồi chứ biết hello. Chào bác bảy. Con cậu ruột Bác Tư là con của ông cậu hai, bà nội Hạnh thứ ba. Chú Thành là con cậu. Ba Bác Tư là thứ hai, bà nội con thứ ba. Con cậu. Đây hồi nhỏ là Hạnh hay ra vườn đây. Chôm chôm, cam, quýt, mắng cầu gì cũng có đầy đủ hết. Mà bây giờ người ta trồng giãn là giãn bị thơm mà nó không có trái mỏ không lớn không được không cái đó chưa ăn được trái bự trên nè. Hồi nãy ông kêu nó phải bự nữa kìa, cái giống nhãn nó vậy. Con ba vô hả? Của ba có ngoài vườn chắc. Hình Bác Hồ. Út lớn chế cái nhà mộ á. Làm cái nhà má. Ở kiểu nó kêu nhà má. Tại vì khi mình bản với ba, với lớn tuổi á, nhiều khi mình về đây tiếng của mình á, mình thích hơn. Da uống đồ đồ tươi xong. Hello, hello. Hello, Daddy. Ông bà nội. Bác Bảy. Dạ. Đâu chồng thằng chồng nước ngoài mà không biết nói tiếng Việt. Đây lại đây chào bác Bảy. Chào bác Bảy. Tiếng Việt nè. Bữa tao nói vậy là chết rồi. Đi giới thiệu chú nó chồng không biết nói tiếng Việt bác Bảy. Bác Bảy ông nói trên điện thoại á, ông nói ông chồng mày là ai vậy, nó người nước ngoài không biết nói tiếng Việt. Hai bác cháu nói có khoảng nửa tiếng đồng hồ mà bình kế bên mình cười. Cái ông nói mày nó không hiểu mình nói mà nó cười mày. Đấy, thì ông không hiểu ông mới cười. Ê, bữa tôi nói vậy chết tôi. Từ đây
cột này qua cột kia bị ngang là 8 thước. Còn em mấy này gào qua bên cột ngang là 3 thước. Mấy thước? 3 thước. Rộng mình. Nhưng mà cái này cái này nó ve ra là bữa hết trơn, hôm mưa nó tạt vô đây cái này nó ảnh hưởng. Cái này được. Nó lại cho mình miếng này, nó không. Hello chú ba. Hai anh. Dạ, hai anh cùng. Nãy chú ba đâu vậy? Dạ cô hai, thăm dường hai. Ok, một tí nữa con qua thăm. Cho bộ hết, cho bộ hả?